Hello, chào mọi người đến kênh Gió Đồng. Hôm nay Lộc như bạn mình cũng đã nói trước về mấy ngày trước mình có nói mình sẽ quay lại cái nhà đó để lấy đồ. Hôm nay Lộc sẽ kiếm một người đi cùng mình đến ngôi nhà này để mình lấy cái chân quay mà hôm qua mình bỏ lỡ đó. Cái chân quay mình để bữa đó mình chạy rồi bỏ lại luôn, chưa có lấy được. Hôm nay mình sẽ qua mình rủ thằng Hà, cái thằng mà lúc trước có cùng hay đi với mình á. Giờ mình đang ở nhà nên trong vòng đi hơi ổn mà. Bây giờ mình đi qua nhà qua bên nó đặng mình rủ nó đi với mình lấy thôi. Coi nó dám đi không? Nào đi nào. Lũng đang sơn xe sửa xe bạn. Đi qua mình cảm ơn mấy anh Lũng ơi. Mà không. Ma đâu má, có ma đâu, phải lấy dây bỏ quên, phải giờ lấy chứ lấy được có mình sao lấy. Nghe nói đó mà lắm. Ma lắm hả? Bữa tao bị tôi chạy nè. Bữa đó tôi chạy. Bữa đó bị chạy xịt á. Ừ. Chạy xịt quần luôn. Quần. Này đâu dám đi đâu. Giờ tao đi mình, sao tao dám lấy chị tao đi. Ừ, đi nè. Bây giờ nó không đi rồi mình hàng đi tao bạn ơi. Đi. Đi. Đi với tao. Đi với tao. Giờ bắt hàng đi với mình mày, mấy bạn. Ê. Giờ đi với tao ha. Giờ có hai mình thôi, chết sống với nhau đi. Chịu không? Chịu không? Sao mặt mày đơ đơ vậy? Mà ừ tiếng ơi. Ừ tiếng ơi. Đi. Ở mặt có buồn gì sao đi nè. Thôi kìa. Ông ơi. Đi không? Con chó này nó không muốn đi luôn mấy bạn. Giờ một mình nữa sao giờ coi kìa. Thấy không? Nhìn mặt nó đơ kìa. Nó có thể đi đâu. Mình đi không? Quỷ sứ. Không thèm đi luôn mấy bạn ơi. Con nó kìa, mặt của nó kìa ngu luôn kìa. Thôi kìa. Okay. Ứa gan không? Ok. Không đi thôi mày, ở nhà đi tao đi. Bây giờ là tình hình là không có ai đi với mình các bạn. Bây giờ mình sẽ một mình, bây giờ cũng gần 12 trưa rồi, 11 mấy rồi. Giờ mình sẽ mình đi bển lấy thôi chứ đâu còn cách nào nữa các bạn. Để nếu mà để lâu quá sợ mắc. Đâu đó thì ít ai lợi lắm mà. Tại chỗ đó thì mình cũng nghe nói là ở đó ma rất là nhiều. Mình hiện giờ mình cũng đang đi trên đường đi qua bên cái ngôi nhà đó. Thì cái đường này á thì nó có qua mấy cái cầu rất là khó đi mà ít ai đi lắm. Ở đây chỉ có mình thôi nè các bạn thấy không. Chứ xe mình thì quên nó không hiểm, mình còn đội lên đầu nó đem mình máng nó hiểm lên xe lại. Ở đây có một mình thôi, không ai cả. Thì từ đây qua bển á thì vừa qua một cái cầu bằng cây ở một cái con kênh nhỏ này. Cầu này cầu khỉ bạn. Ở đây thì rất là vắng. Đi vô cái khu này thì nó ở đây là phải dòng con kênh đi dòng ngược ra mà trước ra một cái kênh lớn rồi mới lại cái khu đó. Đây mà ai làm cây cối ghê quá. Hôm nay vắng teo luôn á, trên đồng thấy ai luôn cả. Bây giờ mình đi vô đó nó nằm trong cái khu trong lùm trong đó đó bạn. Chỉ có một cái nhà đó, nó nằm thô lôi trong đó thôi. Nó không phải cái nhà mà gọi là cái chạm bơm mà. Thì bây giờ Lộc đang rất cần cái nhà bạn. Thấy cái nhà ở đây nè. Rất rằng mình bây giờ mình chuẩn bị mình vào đó, nhưng mà hôm nay mình đi á mình chuẩn bị rất là nhiều máy. Đây nè. Đây là một cái máy quay từ xa, đã mình cái máy này mình sẽ đặt ở ngoài này, mình quay vô trong. Mình để mình quay coi bên ngoài có ai làm gì không. Thứ nhất để cho mọi người xem rõ coi bên ngoài như thế nào. Để nhiều người nói mình làm này kia nọ không tin. Còn máy này mình cầm mình sẽ đem đặt cũng ngay cái cửa ra. Còn một máy mình sẽ cầm trên tay và mình cũng sẽ đem theo một cái điện thoại để có gì mình còn có thể. Thì hôm nay thì đầu tiên thì Lộc sẽ đặt cái máy này từ góc ngoài này, từ cái góc ngoài này nè. Ở đây mình sẽ đặt cái góc này ngoài này quay thẳng vô nhà. Còn mình sẽ đem cái máy nhỏ nè, máy nào một bật sẵn hết trơn bạn, nhiều bật sẵn hết trơn, máy này cũng bật sẵn luôn. Mình sẽ cái máy nhỏ này đặt ngay cửa thẳng vô nhà luôn. Rồi mình sẽ cầm trên tay cái máy này đi vô rồi sẽ xem như thế nào nhá. Vô trong coi có thể coi có cái gì không, hoặc với lại lấy cái chân quay của mình nữa. Ở trong còn cái chân quay trong nữa. Nào bây giờ đi nè. Cái máy này xong là mình sẽ đi thẳng vô trong luôn.
Tại vì chỗ tới cửa mình đặt cái máy này mình đi vô trong luôn, chứ không có vòng vòng nữa. Mình không có dám ở đó lâu. Đầu mình đi dưới đây tự nhiên gió mạnh lên đó bạn, bạn có nghe không? Gió mạnh lên. Cái chân quay của mình còn đó kìa. Mình thấy rất là bình thường, không có gì cả. Mình sẽ đặt cái máy này ở đây cho nó không có ngã đâu. Bây giờ máy này cái chân này nó... cái gì không đặt được. Đâu có cái gì đâu. Cái máy này mình đặt ở đây nè. Đặt sẵn đó, coi có gì gì không. Mày đi vô đây. Ấn ớn gì vậy? Đụng cái này ra tính gì tính.
gì? Mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn mà. Phía sau mình nó vớt cái gì xuống gầm mình, mình không quan sát được. Mấy giờ rồi? 12:15. Giờ mình đặt cái máy này ở ngoài này, giờ mình chạy ra đây mình chỉ có thể đứng nhìn vô trống thôi. Sao mình vô trống? Bây giờ cũng phải vô trống chứ sao giờ cái điện thoại mình bỏ, điện thoại vớt trống luôn rồi. Giờ đi ngược lại trống thôi. Giá nào không lấy rồi, đồ lại máy nữa. Cái máy chụp hụt luôn, vớt, nó lật rộng luôn rồi. Nó vớt trống. Bên ngoài bạn đâu thấy ai đúng không? Giờ làm sao đi trống lấy đồ này? Có ai không vậy? Cái máy nó vớt rớt. Bạn thấy cái máy không? Máy nhỏ của mình hả? Vậy nó quay ngược lên trời dính luôn rồi. Cái gì mà rớt? Đi tới đây vào nghe tiếng gầm gầm ở trong. Nhưng mà mình không có thể bỏ mấy cái máy đó chứ cái điện thoại được. Cái máy nó còn quay. Cái gì vớt xuống cái gầm? Vậy vô lấy cái điện thoại ra đi rồi tính gì tính. Thì giờ chắc lẽ mình phải về với bạn ơi. Thì vô đó mình cố gắng lấy được cái vỏ thì lấy được rồi nè. Nè, lấy được cái vỏ của cái chân quay này. Nhưng mà đi tôi luôn cái điện thoại vậy bạn. Nè, lúc mình chạy ra mình dục thí dục đại luôn. Mà bước vô mình vẫn nghe mấy cái tiếng rầm rầm phía bên ngoài cái nhà. Phía bên ngoài cái nhà không phải bên trong bạn. Lúc đầu thì nghe bên trong, nhưng mà lúc vô lần sau mình lấy cái điện thoại nè, Thì mình nghe cái tiếng động từ bên ngoài, giống như ai chọi gì bên ngoài, cửa len beng. Mà đi ra thì mình đi ra rồi rất là xa rồi, xa cái nhà lắm rồi. Vẫn mình ở ngoài nếu mà nhìn vô thì không có thấy gì cả. Mai rưỡi rồi. Bây giờ là 12:30 trưa, lúc mình đi á lúc không biết trời xuôi đất xiến sao mà hồi sớm mà tính đi lúc 10:30 rồi. Nhưng mà lúc mình chuẩn bị đi thì xe nó hết xăng. Rồi mình phải lấy cái xe kia mình chạy đi, mình mua xăng gì mình đổ, tại mình đi xe mát rồi đó, xe mà bị ấy đó bạn. Thì đi trước đó mình sợ mình để ở ngoài mình không sợ người ta lấy hay là mất. Bây giờ chỉ còn về thôi. Bạn thì có bạn nào có thấy lúc mình vớt xuống mình, lúc mình chạy ra mình không biết cái gì vớt. Mình sẽ về mình coi video lại. Chạy dòm lum la chứ. Mình không hiểu cái này là cái gì, không biết ai chơi mình không, mà sao mà hai lần rồi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ở đây không có nhà, chỉ có một duy nhất cái nhà này thôi, mà cái nhà này là không phải cái nhà bạn, đây là cái trạm bơm.
bạn nào á, theo mọi người á, ma là có thật hay không? Mình thì mình nghĩ chắc lẽ 80-90% đi. Từ khi nhỏ mình đã từng gặp, mình từng thấy. Đây sẵn là mình kể một câu chuyện, mà câu chuyện phát rất là lâu rồi, từ cái thời mà mình học lớp 5, lớp 6 gì đó. Hồi đó mình có gặp một lần, là mình ngủ cùng mẹ mình, mình nằm cạnh mẹ mình, nhưng mình nhìn thấy một cái bóng người phụ nữ áo trắng, xõa tóc, đứng gần con nhà đó. Nào đó nhà mình có nuôi một con heo nái rất là bự, nó đứng kế con heo đó, mà mình kêu mẹ mình, mà dường như là mình bị đớ lử hay sao đó. Mình kêu nhưng mà mẹ mình không bao giờ nghe. Mình kêu, mình khóc, miếng nước mắt chảy ròng ròng, mà lúc đó là nực, rất là nực. Mình ôm mẹ mình, tới bây giờ mình nhớ, mình kêu cỡ nào mẹ cũng không nghe. Mà khi là nó đứng kế con heo, là con heo không bao giờ ngủ nghe, đứng lên đi qua lại, đi qua lại. Mình lúc đó mình khóc, mình kêu rất là dữ, nhưng mà sáng lại khỏi mẹ. Mẹ nói ta có nghe mẹ nói gì đâu. Thì thật sự từ nhỏ lớn giờ trong lòng là luôn quan niệm là thật sự có ma chứ không phải không, có chứ không phải không. Còn cái việc này thì mình sẽ cố gắng điều tra cho bằng được. Thôi bây giờ mình sẽ tìm, nói chung mình tìm á, mình rủ ai cũng không ai đi chứ bạn, tại khu này không ai đi với mình đâu. Mình có rủ con cháu, có rủ mấy đứa cháu của mấy cái hàng nhóc gần nhà, không có nào dám đi á, nó nói đi mình đi. Còn con chó thì khi mà kêu nó đi thì con chó nó lúc thường nó giỡn rồi vui lắm, nhưng mà khi nó kêu con chó đi nó cũng rụt 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 sao đâu, mình cũng không hiểu. Thôi bây giờ mình về thôi, mình sẽ còn clip tiếp theo nữa, mà chắc lẽ mình tiếp theo mình sẽ không ấy, mình sẽ cố gắng mình đặt máy mình xem như thế nào, để xem coi vụ việc này có cái gì rồi thay đổi không hay như nào, chứ như vậy mình rất là bực, đặc biệt là cái điện thoại.